Đến với việc em hôm nay thì có sự có mặt của bác sĩ Vương Đình Cường, trưởng khoa, cùng các bác sĩ ở khoa. Tôi xin phép được báo cáo một trường hợp can lâm sàng tại khoa tim mạch. Bệnh nhân nữ 67 tuổi, địa chỉ ở Lê Chân, Hải Phòng, nghề nghiệp là công nhân môi trường nghỉ hưu. Bệnh nhân này vào viện vào ngày 4 tháng 7 năm 2021. Bây giờ viện là tức ngực chóng mặt, nên có tiền sử là tăng huyết áp 3-4 năm nay. Có đau rát hai bàn chân, đau cách hồi khoảng 1 năm trở lại đây khoảng 100 đến 150 mét, có tiền sử ngất hay không, có tiền sử ngất hay tai biến mạch não, đôi lúc có chóng mặt từ vài năm trở lại, có tiền sử mổ tháo khớp bàn ngón một chân phải, các cầu động mạch đùi đùi do tác động mạch chậu gốc phải tại bệnh viện Việt Đức cách đây 2 tháng, về điều trị theo đơn bao gồm aspirin, Lipitor, sinostazol, thuốc hạ áp. Với như này không có tiền sử đái tháo đường hay hút thuốc lá. Bệnh nhân này khoảng 2 tuần trước khi vào viện thì bệnh nhân xuất hiện chóng mệt, chóng mặt. Thời điểm hôm vào viện thì bệnh nhân thấy chóng mặt tăng, không đau đầu, không có tê yếu tay chân. Bệnh nhân có tức ngực sau xương ức, không nan, không có mồ hôi. Mỗi cơn kéo dài khoảng 10 đến 20 phút, 15 đến 20 phút, và khó thở nhẹ trong cơn. Và lý do là cái bệnh nhân phải vào viện. Thời điểm vào viện thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chóng mặt nhẹ, có đau rát hai bàn chân, tức ngực sau xương ức. Trong quá trình làm viện thì bệnh nhân có nhiều cơn đau thắt ngực kiểu vành, kéo dài 15-20 phút, vã mồ hôi, không có dấu hiệu thiếu máu, không phù, không sốt. Tần số tim thời điểm vào viện là 84 chu kỳ trên phút, đều rõ. Huyết áp tay phải là 120 trên 70 mmHg, tay trái 110 trên 70 mmHg, phổi hai bên dẻo tia năng rõ, không có gian. Bụng mềm, gan nách không to, không có dự thần kinh khu trú, và chân phải đã cắt cụt ngón một. Mạch đây là mô hình mà khi thời điểm vào viện bệnh nhân này được khám thì có mạch cánh tay, mạch quay ở hai bên rất rõ, mạch đùi hai bên rất rõ, mạch khoeo hai bên từ trở xuống thì không bắt được, hai chân thì hơi lạnh không có tím. Mạch cảnh thì có mạch cảnh sát ở cái góc vị trí sát góc hàm thì bắt được, còn dưới là dưới ở dưới thì không bắt được mạch cảnh hai bên. Em trình bày nhanh nên em bảo không có không kịp đâu. Không cần đọc hết đâu, em tóm tắt thôi. Đây là các cái xét nghiệm có lâm sàng tại khoa tim mạch. Thì cái xét nghiệm công thức máu bình thường, đường máu chức năng gan thận bình thường, có xét nghiệm men tim thì có tăng nhẹ 30,8, tăng đỉnh cao nhất là 34,1 và giảm xuống 11,5. Xét nghiệm CRP bình thường, máu lắng có máu lắng tăng. Kết quả xét nghiệm cắt lớp tại bệnh viện Việt Đức vào tháng 4 2021 thì có hình ảnh mạch chi dưới thì huyết khối với tác động mạch chậu gốc, động mạch khoeo chạy sau bên phải, tác động mạch đùi nông, động mạch khoeo chạy động mạch chạy sau trái, sơ vữa gây hẹp hệ động mạch chi dưới hai bên, thì mình coi động mạch chủ bụng đoạn dưới thận, kích thước khoảng 26 x 28 mm. Chụp mạch vành thì có hẹp 75% đoạn cuối LED 1, 75-80%, RCA 1, 50%, RCA 2, điểm vôi hóa là 227. Cầu cơ LD 3 không gây hẹp lòng mạch, sơ vữa động mạch chủ ngực. Động mạch cảnh thì có tắc động mạch cảnh gốc hai bên, tái thông trường cảnh hai bên, sơ vữa vôi hóa động mạch cảnh trong khoảng 3% và động mạch đốt sống hai bên. Đây là cái hình ảnh sơ đồ mà bệnh nhân đã được phẫu thuật động mạch đùi hai bên tại bệnh viện Việt Đức. Kết quả siêu tim tại bệnh viện Việt Tiệp thì có hình ảnh siêu tim chức năng tim vẫn tốt, ép khoảng 70%, có hở hai lá nhẹ, hở chủ nhẹ. Siêu mạch chi dưới thì có huyết khối bám mỏng thành cầu lối động mạch. Siêu mạch cảnh thì có tác động mạch cảnh gốc hai bên do tăng sinh nội mạch, tăng sinh nội mạc, động mạch cảnh ngoài hai bên đảo chiều dòng chảy để cấp máu cho động mạch cảnh trong. Theo dõi hình ảnh bệnh lý của Takayasu, động mạch đốt sống đoạn V1, V2 và động mạch dưới đòn hai bên thì không có hẹp tắc. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng thì có hẹp 50% đoạn động mạch trong tạng, nhiều xơ vữa bám thành ở động mạch chủ bụng, mà các động mạch chủ bụng thì không thấy hẹp tắc gì. Đây là cái hình ảnh điện tim tại làm tại khoa thì có nhịp sao chiếu gian thấp, không thấy cái đoạn
và không thấy bất thường ở cái đoạn ST sóng T. Đây là cái hình ảnh mà mô tả siêu âm mạch cảnh, có hình ảnh tắc cái động mạch cảnh, tắc động mạch cảnh gốc. Và đây là cái phim chụp cắt lớp thì thấy rằng tắc tắc động mạch cảnh cảnh chung bên phải và bên trái, và tắc cái động mạch đốt sống bên phải, thì cái động mạch đốt sống bên bên trái thấy máu ù. Cái phim nhu mô thì không thấy tổn thương ở nhu mô, và các cái chụp các lớp mạch thì thấy tưới máu ở hai bên thì vẫn còn khá tốt. Kết quả đây là hình ảnh chụp các lớp vi tính bụng thì thấy rằng cái động mạch nằm trong trên và động mạch chủ bụng thì không thấy hẹp tắc gì, động mạch thận cũng không hẹp tắc. Cái hình ảnh chụp các lớp nhánh mũ thì thấy rằng nó hẹp khoảng 80% ở đoạn 3, đoạn 2 và đoạn xa đấy. Còn đây là tắc hình ảnh tắc hẹp phần tắc LED trên góc chụp này thì thấy rất là rõ. Và đây là hình ảnh hẹp phần tắc đoạn vành phải đoạn đầu đoạn một. Bệnh nhân này tại khoa được chẩn đoán là cơn đau thắt ngực không ổn định, bệnh đa thân động mạch vành. Trên bệnh nhân bị tăng huyết áp, tắc mạn tính động mạch cảnh gốc hai bên, bệnh động mạch chi dưới mạn tính đã bắt cầu động mạch đùi đùi, hẹp động mạch thân tạng nghi do bệnh viêm động mạch Takayasu. Tại khoa thì bệnh nhân này được điều trị là can thiệp đặt stent nhánh LED 1-2 bên phải GRCM 1-2, được điều trị kháng kết tục tiểu cầu kép, statin, kiểm soát huyết áp bằng thuốc chế vận chuyển, chạy beta cả, sinotazone điều trị triệu chứng. Đây là hình ảnh mà bệnh nhân đã được đặt stent ở nhánh bên phải, thì nhánh bên phải không tốt. Còn đây là cái đặt stent nhánh LED. Khoa xin phép được đưa ra vấn đề bàn luận là chẩn đoán bệnh lý Takayasu ở bệnh nhân này có hợp lý hay không, và cần phải làm thêm xét nghiệm gì để chẩn đoán. Hướng điều trị thì đối với cả bệnh lý động mạch chi dưới thì có cái là điều đối với bệnh lý cái động mạch chi dưới thì điều trị bằng aspirin và rivaroxaban liều 2,5 mg nhân 2 lần một ngày. Tuy nhiên thì ở bệnh nhân này là đã vừa mới đặt stent xong thì em xin ý kiến các thầy là có điều trị kháng kết tục tiểu cầu kép cộng với cả rivaroxaban không, và em xin ý kiến các thầy cái hướng điều trị và chiến lược theo dõi tiếp theo của bệnh nhân này. Em xin cho thầy cảm ơn các thầy. Vâng, cảm ơn em. Em một cái bệnh án rất là khó và rất là hay. Xin mời thầy Trung chẩn đoán hình ảnh. Vâng, kính thưa thầy Bình, các bạn đồng nghiệp, thì cái bệnh án này thì các bạn ở dưới Hải Phòng các bạn đã đọc em thấy là cũng khá đầy đủ rồi đấy ạ. Cả các cái phim em nhận được và em sẽ xem thì cũng là các bạn đọc cũng đầy đủ rồi ạ. Thì cái ví dụ cái trên não thì em thấy là cũng không có thiếu máu não, cũng không có cái hình ảnh nhồi máu hay chảy máu. Và có một cái đặc biệt em tóm tắt lại thôi, tức là tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong hai bên và động mạch đốt sống bên phải, tức là chỉ còn có mỗi một cái động mạch đốt sống bên trái nuôi toàn bộ não. Đã. Thế thì cái duy nhất là như thế, tức là em nghĩ là nó tắc mạn tính và nó lâu ngày rồi nên là nó bàng hệ, nó cấp máu tốt cho não. Đã, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Trung. Thầy Tuấn, chuyên gia thần kinh. Em chào thầy Bình và các anh và chị. Về thần kinh thì em thấy có mấy cái điểm như thế này. Bệnh nhân vào viện vì cái chóng mặt thì em muốn hỏi xem là ví dụ bệnh viện Việt Tiệp này mình xem là có chóng mặt thật sự khi mà vào viện hay không, hay là do những cái bệnh nhân mệt mỏi họ ấy vào vì bệnh nhân đau ngực, tức ngực, cái triệu chứng chủ yếu ở ngoại biên là chính. Nên thử là em muốn hỏi xem là có thật không, nếu mà cái cảm giác chóng mặt là cái cảm giác bồng bềnh của những cái chóng mặt, tất cả những cái định nghĩa của chóng mặt thì nó hơi khác một chút. Nên thử là nếu chóng mặt thật thì ta phải xem lại xem là cái triệu chứng của tổn thương chóng mặt này do tiền đình ngoại biên hay là trung ương, và ta phải khám xem là có dấu hiệu thần kinh khu trú không, hay là rối tầm quá tầm, hay là những cái dấu hiệu rôm be đi lại có loạng choạng không. Nhưng mà em thấy trên bệnh án này hầu như không có, thì chắc là triệu chứng nó nhẹ thôi, thì xem lại có chóng mặt thật không. Mà nếu có thì có thể có những cái trường hợp mà do tiền đình ngoại biên chẳng hạn, thì do những cái hẹp mạch của những cái chi phối của vùng tiền đình ống tai thì nó có thể gây những chóng mặt. Thứ hai là em thấy là
ở bệnh nhân này, nếu mà họ mà có chóng mặt nhiều ấy thì ta có thể làm thêm một cái trên CT này chưa thấy gì, trên chụp mạch 64 dãy chưa thấy gì, nhưng mà trên cổng ta có thể là nếu mà bệnh nhân chóng mặt nhiều thì ta có thể là chụp thêm cái cổng từ động mạch não để ta xem là thì động mạch não trên trên động mạch não nó có những cái hẹp chỗ nào hoặc tắc chỗ nào không. Thứ hai là bệnh nhân có tắc mạch nhiều nơi này thì xem có huyết khối tĩnh mạch không, và ngoài ra còn trên tổn thương nhu mô trên mà trên CT không nhìn thấy. Và có một điểm nữa em thấy rằng là ở bệnh nhân này có tắc mạch nhiều nơi này, có huyết khối bám mạch bám phần ở thành động mạch này, nhưng mà không thấy là bệnh viện Việt Tiệp có làm thêm những cái yếu tố là nguyên nhân yếu tố tăng đông, chẳng hạn như là những cái kháng thể kháng phosphor lipid này, rồi protein F, protein C, hay là yếu tố antithrombin 3 này, hoặc là những cái yếu tố về những cái bệnh hệ thống như lupus các thứ, thì không thấy, chưa thấy có đề cập ở trong bệnh án này. Ngoài ra ta tìm thêm yếu tố viêm khác, vì trong cái bệnh trong cái xét nghiệm thì có mỗi cái màu nắng là VDS thì là 45/81, thì về mặt chuẩn đoán thì nó có thể phù hợp trong cái về lĩnh vực thần kinh, thì em có thể em nghĩ nhiều hơn là cái cũng có thể là cái Takayasu, vì nó phù hợp về hẹp mạch nhiều nơi, về cái máu nắng tăng, rồi những cái huyết khối như thế. Thì nhưng mà có mỗi cái tuổi nó hơi cao, tuổi và Takayasu thường nó ở tuổi thì khoảng dưới 40, mà đây bệnh nhân 67 tuổi rồi. Về cơ bản thì em cũng nhất trí như tuyến cơ sở là nghĩ đến một cái Takayasu nhiều, và em có một vài cái điểm nhận xét như thế, và em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn chuyên gia thần kinh. Xin mời thầy Minh phẫu thuật Lộc Ngực có ý kiến. Vâng, kính thưa thầy Bình và các thầy cô và các anh chị ạ. Cái trường hợp này thì em cũng đồng ý với ý kiến của chuyên gia về về thần kinh ấy, thì em cũng thống nhất với là phù hợp với bệnh lý là Takayasu, nhưng mà cái tuổi nó khởi phát thì thứ nhất là bệnh nhân là đi khám tương đối muộn. Cái tuổi khởi phát của Takayasu thì dưới 40, nhưng mình cũng có thể phải khai thác lại. Đấy. Còn về cái thứ hai ấy, là cái thiếu máu não này, thì cũng đồng ý với ý kiến của anh Trung và các anh chị là cái này là thiếu máu mãn tính ấy, tắc động mạch cảnh gốc hai bên và tuần hoàn phụ là rất lớn. Cái động mạch cảnh, động mạch đốt sống ấy, nó đã tuần hoàn bằng hệ, nó đã bù trừ và một vài cái nhánh nó đã đi ngược từ động mạch cảnh ngoài để nuôi vào động mạch cảnh trong ấy. Và tình trạng thiếu máu não thì không có. Và trên lâm sàng thì khai thác là không có tiền sử ngất, không có tiền sử thiếu máu não tháng qua, nên là trước mắt về cái hẹp động tắc động mạch cảnh gốc hai bên thì hiện tại là chưa có chỉ định can thiệp phẫu thuật bắc cầu gì ạ. Về tiếp theo là có cái phình động mạch chủ bụng, thì phình động mạch chủ bụng là ở đây là không phải là phình mà chỉ là giãn thôi ạ, giãn và kích thước khoảng độ 28-30 mm và có huyết khối và có xơ vữa bám thành, cái này chúng em cũng chưa có chỉ định can thiệp gì ạ. Còn về riêng về cái thiếu máu mãn tính chi dưới ấy, thì ở đây em lại không được xem được lại cái phim mà nó dựng hình cái MSCT mạch chi dưới ạ. Còn sơ bộ thì siêu âm ở tuyến dưới thì cái cầu nối bắc cầu đùi đùi thì thông tốt, có một ít là có nội mạc nó lan vào cái miệng nối nhưng mà dòng chảy vẫn thông ạ. Nên là bọn em cũng chưa can thiệp gì về cái mạch máu này ạ. Chưa có chỉ định can thiệp phẫu thuật gì ạ. Được, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Minh, chuyên gia phẫu thuật tim mạch lồng ngực. Xin mời thầy Tuấn Hải. Vâng, kiến cuối cùng. Báo cáo thầy Bình thì chúng em cũng sẽ nói ca này nhanh thôi, bởi vì là đây là trường hợp mà các bạn ở Việt Tiệp cũng đã hỏi ý kiến em trước rồi. Thế đây cũng là một cái bệnh án tương đối đặc thù vì vấn đề mạch máu. Thế thì em cũng đã gợi ý cho các bạn là tiếp cận dưới hai cái góc. Thứ nhất là một bệnh nhân 67 tuổi, hẹp động mạch nhiều nơi, vôi hóa nhiều, thì câu chuyện là hoàn toàn bệnh nhân có thể hẹp tắc động mạch nhiều vị trí do xơ vữa động mạch. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là một bệnh nhân 67 tuổi mà cũng có hẹp tắc động mạch, trong đó có một số những cái vị trí mà nó tương đối là đặc thù cho một cái bệnh lý viêm mạch như là Takayasu, ví dụ như là tắc động mạch cảnh gốc hai bên. Đấy, dẫn đến là một cái tuần hoàn bằng hệ rất nhiều như vậy, kèm theo là một số các cái tổn thương khác mà nó mãn tính và nó không triệu chứng. Bệnh nhân này thì đã được chụp MSCT tại bệnh viện Việt Đức và tổn thương ba thân mạch vành nhưng không có triệu chứng trước đó. Đấy là lý do bệnh nhân chưa được can thiệp trước đó. Thế thì nó sẽ phù hợp với một cái lịch sử là có thể bệnh nhân có Takayasu nhưng nó đã đi qua mất những cái pha gọi là pha viêm và bây giờ chỉ còn là pha mạch máu. Thì bệnh nhân Takayasu thì chúng ta biết là phát hiện sớm
khi người bệnh dưới 40 tuổi nhưng mà sau đó họ vẫn sống mà, thì họ có thể, ở đây chúng em vẫn theo dõi những bệnh nhân mà 6, 70 tuổi, thậm chí nhiều hơn. Có nghĩa là những bệnh nhân Takayasu già, và vì vậy bệnh nhân sẽ ở những cái pha mạch máu, tức là tắc và hẹp mạn tính, gây ra những cái trở ngại về mặt chức năng đấy, và các cái triệu chứng trên lâm sàng nó sẽ theo cái triệu chứng theo cái mức độ hẹp như vậy. Và kết cục là chúng ta sẽ phải xử trí dựa vào những cái hậu quả đó. Thế bây giờ bệnh nhân đã được bắc cầu nối đùi đùi để giải quyết cái hẹp động mạch đùi nông ở bên trái rồi. Đấy, câu trả lời ở đây là chúng ta sẽ không có chỉ định can thiệp đối với động mạch chi dưới nữa, và chúng tiếp tục điều trị nội khoa. Bệnh nhân có đau thắt ngực trong thời gian nằm ở bệnh viện Việt Tiệp, nhưng rất tiếc là lẽ ra các bạn đồng nghiệp ở Việt Tiệp các bạn nên làm một cái bảng so sánh giữa các cái hình ảnh khi mà bệnh nhân làm ở Việt Đức và các hình ảnh các bạn làm thấy ở Việt Tiệp, để chúng ta thấy rằng là cái gì nó đang là thủ phạm và nó gây ra triệu chứng thì chúng ta sẽ xử trí nó. Đấy, thế thì chúng ta thấy là chúng tôi chỉ nhìn thấy là cái phim chụp động mạch vành của các bạn là các bạn đặt luôn hai stent vào động mạch vành phải và động mạch liên thất trước. Đó. Thế thì chúng ta đối với mạch vành thì các bạn cũng đã giải quyết xong rồi. Nhưng lưu ý rằng ở bệnh nhân Takayasu đó thì bình thường bệnh nhân cũng có những cái hẹp động mạch vành khoảng 15% mà nó không triệu chứng đấy. Thế nên thành ra là chúng ta cũng rất tiếc là ở cái thời điểm mà cả bệnh nhân đau ngực, trong đó các bạn cũng bị thiếu một số thông tin, ví dụ troponin có tăng hay không, có biến đổi điện tâm đồ hay không, để dẫn đến cái quyết định là chúng ta đặt stent như vậy là ưu thế hơn là điều trị nội khoa hay không. Bởi vì lúc trước bệnh nhân đi bắc cầu nối ở chân thì bệnh nhân đâu có đau ngực, bệnh nhân không hề có triệu chứng đau ngực trước đó. Vâng, thế tóm lại là mạch vành thì bây giờ đã đặt stent rồi, và chúng ta về mặt nguyên tắc là đã đặt stent thì chúng ta phải chống ngưng tập tiểu cầu kép trong vòng 12 tháng. Và chính vì như vậy thì các bạn đặt ra cái câu hỏi là liệu bệnh nhân có dùng phối hợp thêm rivaroxaban liều mạch máu hay không, thì câu trả lời ở đây là không. Bởi vì theo các cái nghiên cứu như là nghiên cứu COMPASS hay là nghiên cứu Voyager PAD thì người ta dành cho những bệnh nhân là gì ạ? Nghiên cứu COMPASS dành cho bệnh nhân bệnh động mạch chi dưới và bệnh động mạch vành ổn định chỉ có dùng một thuốc chống ngưng tập tiểu cầu đơn thôi, thì khi đó chúng ta phối hợp cái thuốc chống đông liều mạch máu. Bệnh nhân này thì không có chỉ định, vì thế nên câu hỏi của các bạn liên quan đến việc điều trị nội khoa bổ sung thêm rivaroxaban là không đặt ra ở đây. Vấn đề cuối cùng thứ ba là ở não. Vấn đề cuối cùng là như là tiến sĩ Trung đã nói rất là kỹ. Ở đây chúng ta thấy là bệnh nhân đang sống bằng một cái động mạch sống nền duy nhất nuôi cho toàn bộ. Thế vì vậy là làm thế nào chúng ta phải theo dõi để chúng ta bảo vệ nó. Đấy, thì xin thưa với thầy Tuận ở bên thần kinh là thực ra là cái đặc thù là nếu như mà bệnh nhân mà có các cái bệnh lý mà rối loạn tăng đông dẫn đến là tắc mạch do cục máu đông ấy, thì không thể nào mà tắc động mạch chậu gốc tắc động mạch cảnh gốc hai bên mà lại không gây ra triệu chứng đâu. Đây là một cái tiến trình viêm mạn tính từ trước và nó tắc từ từ, vì thế nên cái tuần hoàn bảng hệ nó phát triển rất ghê. Và vì vậy ở bệnh nhân này chúng ta cũng không nhất thiết phải đặt ra là xét nghiệm để làm thêm các cái bi lăng tăng đông hay là các bi lăng bệnh hệ thống. Tất nhiên là chúng ta nói rằng đây là về mặt nguyên tắc, còn thì trên thực tế cái gì nó có thể xảy ra thì trong quá trình theo dõi chúng ta có thể làm. Vâng, thế vậy thì với cái não thì chúng ta thống nhất là điều trị nội khoa và chúng ta theo dõi sát. Cái chóng mặt đó của bệnh nhân cũng có thể liên quan đến việc là tụt huyết áp, chóng mặt ngoại biên thôi, mà không nhất thiết là do các cái tổn thương ở trên não. Tuy nhiên, theo như ý kiến của thầy Tuận thì tốt nhất các bạn cũng nên chụp một cái cắt cộng hưởng từ dọn não để xem cái tổn thương ở trên não hay không. Thế tuy nhiên là kết cục cuối cùng thì về điều trị chúng ta cũng không thay đổi gì về thái độ điều trị cả. Chúng ta thống nhất rằng đây là một bệnh nhân mà có bệnh Takayasu, có tăng huyết áp, có hẹp động mạch nhiều vị trí và đã được can thiệp. Và vì vậy cái điều trị của chúng ta thì như những bệnh nhân đã được can thiệp động mạch do sơ vữa thôi. Còn chúng ta không đặt ra là các cái điều trị chống viêm đối với trường hợp bệnh nhân này, ví dụ như corticoid hay là ức chế miễn dịch ở tuổi này nữa. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy Hải. Các bạn còn hỏi gì không? Em xin phép có một chút ý kiến. Nhanh. Em thưa thầy là đối với cả cái bệnh nhân này vào thì có cái triệu chứng chóng mặt, tuy nhiên thì cái triệu chóng mặt này bệnh nhân chỉ dùng cái tangalin là cái triệu chứng đã cải thiện rõ rồi. Còn vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề làm xét nghiệm tăng đông thì khoa bác sĩ có điều trị là có giải thích là để làm cái xét nghiệm tăng đông, tuy nhiên thì gia đình bệnh nhân không đồng ý làm bởi cái đấy thì là xét nghiệm tự túc và nó mất cũng khá nhiều kinh phí.
Thứ ba nữa là cái khi bệnh nhân nằm ở tại khoa thì bệnh nhân có cái triệu chứng đau ngực, thì cái tính chất đau ngực thì rất là điển hình của vành vã mồ hôi. Tuy nhiên thì làm cái điện tim trong cơn thì nó không có biến đổi so với cả điện tim trước, và cái xem men tim thì nó tăng nhẹ là có là cái thời điểm là 40,1 đấy. Dạ em xin hết ạ. Hoàn toàn đồng ý ạ, chúng ta không cần phải làm xét nghiệm tăng đông ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn em. Rồi, xin mời bệnh án tiếp theo, Bệnh viện Y học Hải quân.